trên Nhật phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật buổi tối trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế. Bộ trưởng của Anh, bà Penny Mordaun, đã tuyên bố sẽ ra tranh chức thủ tướng của Anh sau khi bà Lee Schott từ chức. Bản tin từ London cho biết, Bộ trưởng của Anh là bà Penny Mordaun trong ngày thứ Sáu đã chính thức tuyên bố là bà sẽ ra... Ta tranh cử chức thủ tướng thay cho bà Liz Truss vừa mới từ chức xong và bà được xem là một trong những nhà lập pháp đầu tiên của Đảng Bảo thủ tuyên bố là ra tranh cử chức thủ tướng. Năm nay 49 tuổi, bà Modaun đã phục vụ dưới bốn đời thủ tướng và trong đó thì bà được xem đã đã phục vụ dưới cái chính quyền cứng rắn của ông Boris Johnson và kể cả dưới chính quyền của bà Theresa May trong lúc mà bà ủng hộ cho vấn đề gọi là uh, Brexit tức là Anh rời khỏi Liên hiệp Âu Châu. Đây là lần thứ hai bà tuyên bố ra tranh cử cái chức vị cao nhất này sau khi mà bà đã uh, trượt khỏi cái cuộc đấu final tức là cuộc đấu giữa bà uh, Lee và ông cựu bộ trưởng tài chính trước đây là Rishi Sunak và tôi sẽ ra lãnh đạo đảng bảo thủ và trở thành thủ tướng của quý vị và đoàn kết quốc gia của chúng ta đưa ra những lời cam kết của chúng tôi sẽ ta thắng trong cuộc bầu cử tổng tuyển cử tới bà Modaun đã phát biểu trên Twitter và tôi rất là ủng hộ cho các đồng nghiệp những người mà muốn có sự khởi đầu mới lạ và bắt đầu lại và chúng ta sẽ đoàn kết và lãnh đạo của chúng ta sẽ đứng về quyền lợi của quốc gia đây được xem là một trong những cái lời tuyên bố chính thức của một nữ à bộ trưởng đã chính thức đầu tiên à đã tuyên bố ra tranh cử và chưa biết thì à kế tiếp sẽ còn có những ai. Tuy nhiên và trong cái cuộc bầu cử trước thì bà Modaun là đứng hàng thứ ba, đứng sau ông Sunak và Johnson, những người được dự tính là sẽ tiếp tục ra tái tranh cử chức thủ tướng tức là Boris Johnson có thể quay trở lại và ông Sunak vẫn không bỏ cuộc sau khi thua lua cho bà Richard, thì ông sẽ tuyên bố ra trở lại. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Anh ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay các nhóm à, hồi giáo và nổi loạn ở tại Yemen đã bắt đầu dùng drone để nhắm vào các tàu chở dầu cho những cái à, à, tổ chức của những quốc gia mà gọi là ủng hộ cho lực lượng thân chính phủ tin từ Sana của Yemen, lực lượng Hồi giáo nổi loạn và phiến quân của Yemen cho biết là họ sẽ nhắm mục tiêu vào một các chiếc tàu chở dầu ở trong cái bến cảng ở khu vực vùng Vịnh Ả Rập để mà đối phó với các đối thủ, đặc biệt là lực lượng thân chính phủ. Trong đó đã có hành động xuất cảng dầu hỏa trong một bản statement được đưa ra lần đầu tiên trong hành động quân sự à, giữa à, cuộc chiến gọi là nội chiến của quốc gia này nhóm hồi giáo này tức tức là nhóm hồi giáo Houthi à, cho biết họ sẽ tấn công vào bến cảng Daba ở phía đông của Yemen nơi mà có những cái tàu dầu di chuyển qua đây và họ sẽ nhắm vào các mục tiêu của các tàu dầu chuyên chở qua đây đặc biệt là những tàu dầu của những quốc gia đã ủng hộ cho chính quyền Yemen Nội chiến đã diễn ra từ năm 2014 và lực lượng Houthi đã chiếm được cái thủ đô của Yemen và đang đối đầu với lực lượng thân chính phủ và trong đó bao gồm luôn cả liên minh quân đội của các quốc gia Ả Rập để hỗ trợ cho chính quyền của Yemen. Đây được xem là một trong những lời tuyên bố khá mạnh mẽ của nhóm Hồi giáo Houthi. Họ sẽ sử dụng tất cả những cái drone mà họ có được vốn được tài trợ bởi Iran để tấn công vào những tàu chở dầu của những quốc gia đã ủng hộ cho chính quyền của yemen đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất liên quan tới tình hình thời sự ở tại khu vực này nơi được xem là có cuộc giao tranh thường xuyên bởi bởi nhóm hồi giáo yemen với lại lực lượng của liên quân ả rập trong đó saudi arabia là quốc gia dẫn đầu trong liên quân này ủng hộ cho chính quyền của yemen đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Iran đã lên tiếng cảnh cáo công dân của họ rời khỏi Ukraine ngay sau khi Hoa Kỳ cáo buộc là họ đã hỗ trợ cho Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Iran trong ngày thứ Sáu đã lên tiếng thúc giục công dân của họ rời khỏi Ukraine và cảnh báo rằng sẽ không có chịu trách nhiệm khi mà công dân của họ tiếp tục ở lại và bị Hoa Kỳ cáo buộc là Tehran đã giúp đỡ cho Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Giữa lúc mà các cái gia tăng quân sự tại Ukraine tất cả công dân của Iran được khuyến cáo mạnh mẽ là nên rời khỏi khu vực của Iran hoặc không nên bay tới Iran. Đồng thời, những người sinh sống tại Iran, tại Ukraine đã được khuyến cáo là phải rời khỏi quốc gia này một cách an toàn và an ninh cho bản thân của họ. Bộ Ngoại giao của Iran đã đưa ra trong một bản statement theo tường trình của hãng thông tấn Reuters. Phía Bộ Ngoại giao vẫn không nhắc tới cái à, lời cáo buộc của phía tòa Bạch Ốc vào ngày thứ năm à, đặc biệt là phát ngôn viên của à, cái văn phòng cố vấn an ninh quốc gia của tòa Bạch Ốc là John Kirby nói rằng Hoa Kỳ à, chắc chắn là lực lượng quân sự của Iran đã có mặt ở tại Crimea để giúp đỡ cho quân đội Nga sử dụng các cái drone mà họ cung cấp các giới chức Tây phương cảnh cáo Tehran là không nên cung cấp những cái tròn cho phía của Nga nếu như mà họ không có, à, nếu như mà họ muốn à, tránh được cái lệnh trừng phạt mới của phía Âu Châu. À, kể từ tháng 9 thì Nga đã đưa ra dấu hiệu cho thấy là sẽ tăng cường cái số lượng tấn công bằng tròn à, nhắm vào các vị trí của hạ tầng cơ sở của cả dân sự lẫn quân sự và trong đó thì à, nhắm luôn vào cái hệ thống điện của Ukraine. Trong ngày thứ năm thì ông cơ Kirby đã xác nhận là đã có những tin tức cho thấy là quân đội của Iran đã có mặt tại Crimea để hỗ hỗ trợ cho quân đội nga sử dụng tất cả những cái drone này mặc dù phía moscow và phía của iran đã bác bỏ điều này à, tổng thống của uh, ukraine là ông zelensky tuần trước đã thúc giục khối g 7 là hỗ trợ cái hệ thống phòng không cho phía của ukraine trước cuộc tấn công bằng drone tự sát do phía của nga thực hiện đây được xem là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình của nga và của iran cũng như là của ukraine cùng một lượt trong ngày hôm nay ngoại trưởng Hoa Kỳ tuyên bố Hoa Kỳ vẫn tìm kiếm giải pháp ngoại giao tuy nhiên không có một cái thỏa thuận bè nào với lại phía của Iran hiện nay Hoa Kỳ tin rằng à, ngoại giao vẫn là cái à, giải pháp tốt nhất để mà giải quyết cái à, sự bế tắc về à, nguyên tử với Iran tuy nhiên thì việc quay trở lại cái hiệp ước năm 2015 đã không có dấu hiệu là có thể tiếp tục hiện nay đó là lời khẳng định của ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken. Lời khẳng định này được đưa ra ngay sau khi mà phía tòa bạch ốc đã cáo buộc Iran hỗ trợ tròn cho Nga và kể cả hỏa tiễn cho Nga trong cuộc tấn công tại Ukraine. Đồng thời phía tòa bạch ốc và kể cả ông tổng thống Joe Biden tuyên bố là ủng hộ mạnh mẽ cho cái phong trào đòi, đòi dân quyền và nữ quyền tại Iran diễn ra ngay sau cái chết của cô Masha Amini, 22 tuổi, một công dân Iran gốc Kurd đã bị thiệt mạng trong đồn cảnh sát sau khi cô bị bắt vào đây về tội vi phạm vi phạm cái quy định về cách ăn mặc tại Iran. Đây được xem là một trong những cái quan điểm của phía Hoa Kỳ, có nghĩa là trong giai đoạn này Hoa Kỳ sẽ không quay trở lại bàn thương thảo với Iran trong vấn đề nguyên tử đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, lưỡng đảng các nhà lập pháp đã có cuộc gặp gỡ với lại ông Zelensky ngay tại Ukraine. Một nhóm các nhà lập pháp của lưỡng đảng đã bay tới Ukraine trong tuần lễ này để gặp gỡ với ông tổng thống Zelensky trong bản báo cáo giữa lúc mà Iran đang hỗ trợ cho Nga các cái lực lượng à, quân sự và đặc, đặc biệt là về tròn Các nhà lập pháp từ cái Quỹ ban Tình báo của Hạ viện đã gặp gỡ với ông Zelensky vào ngày thứ Năm để thảo luận về cuộc chiến đang diễn ra và những nỗ lực à, cứu trợ. À, cùng xuất hiện là dân biểu của đảng Dân Chủ là Jim Himes của Connecticut và Eric Swalwell của California cùng với lại dân à, biểu Mike Turner à, của đảng Hòa tại Ohio và các thành viên của lưỡng đảng đã viếng thăm Ukraine Nhiều lúc mà đang bày tỏ sự ủng hộ một cách quyết liệt của Hoa Kỳ cho chính quyền của Ukraine và người dân của họ trong cuộc kháng chiến chống lại là cái sự xâm lăng của quân đội Nga chúng tôi vẫn cảm ơn sự ủng hộ của Quốc hội Hoa Kỳ và Tổng thống của Hoa Kỳ cũng như cho chính quyền của ông và toàn bộ người dân Hoa Kỳ. Ông Zelensky đã phát biểu trong cuộc họp chính thức với lại các nhà lập pháp này thông qua một cái video được tung ra. Trong khi đó thì ông Turner là một thành viên cao cấp của Đảng Cộng hòa tại Ủy ban tình báo tại Thượng viện sẽ dẫn đầu một cái panel vào năm tới nếu như mà và ông có thể trở thành người đứng đầu của quỹ ban này nếu như mà đảng cộng hòa chiếm lại khối đa số tại thượng viện và sự hiện diện của ông trong cái chuyến đi này là giữa lúc mà các nhà lập pháp của đảng hòa đưa ra dấu hiệu cho thấy qua phiếu quốc hội có thể sẽ giảm đi tình trạng gọi là tài trợ về tài chính cho cả ukraine đây được xem là một trong những cái chuyến viếng thăm mới nhất của các nhà lập pháp hoa kỳ tới ukraine Cùng một lượt, trong ngày hôm nay, tòa Bạch Ốc đã nói chuyện với ông Elon Musk về việc mà làm sao công ty SpaceX của ông có thể cung cấp dịch vụ Internet ở tại Iran. Bà Bạch Ốc hiện đang có cuộc nói chuyện với nhà tỷ phú Elon Musk để thành lập một cái hệ thống vệ tinh về Internet, tức là cái công ty SpaceX của ông, cung cấp cái hệ thống Internet Stalin cho Iran, giữa lúc mà chính quyền của Jordan đang tìm kiếm các đường hướng để hỗ trợ cho người dân Iran trong cuộc biểu tình chống lại sự siết chặt và khắc nghiệt của chính quyền Iran và họ có thể tiếp cận được mặt xã hội. Và việc giới hạn các phụ nữ, việc giới hạn này đã khiến cho các phụ nữ ở Iran đã gặp khó khăn trong việc liên lạc với nhau và sử dụng internet để kêu gọi các cuộc biểu tình liên quan tới cái chết của cô amani người đã chết hồi tháng 9 trong đồn cảnh sát ông Musk và công ty Stalin của ông đã cung cấp cái dịch vụ internet cho Ukraine và đã hỗ trợ rất nhiều cho người dân Ukraine trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Nga Chúng tôi đang có cái bàn chân và về vấn đề khí đốt và chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để ủng hộ cho người dân của Iran. Đó là một viên chức cao cấp của tòa bà Đốc đã tiết lộ với đài truyền hình CNN. Và chính sách của chúng tôi cùng một lượt thì chúng ta thấy rõ cái phong trào của những cô gái trẻ tại Iran đã phát động trên toàn xã hội của Iran. Và chúng tôi không muốn rằng có một cái phong trào này nó sẽ bị lu mờ và ông tổng thống cho bên cho biết ông ta sẵn sàng ủng hộ cho các người biểu tình tại Iran bắt đầu từ hôm 3 tây tháng 10 và nói rằng chính quyền của ông sẽ đứng chung với những phụ nữ của Iran và tất cả công dân của Iran để chống lại cái tình trạng gọi là khắc nghiệt trong cái luật lệ của Iran chúng tôi sẽ tìm kiếm đường hướng để hỗ trợ cho người dân Iran và trong đó cái Stalin sẽ là một trong những cái đề nghị tốt tuy nhiên nó cũng không phải là đề nghị duy nhất ông Musk, nhà tỷ phú và là chủ nhân của công ty SpaceX lẫn công ty Tesla vào tuần trước đã than phiền chi phí mà công ty Stalin đã chi phí cho Ukraine đã quá nhiều và phía công ty của ông vẫn tiếp tục mặc dù ông nói rằng là tất cả những cái Stalin à, và chúng tôi sử dụng tiền của riêng công ty chúng tôi trong khi những công ty khác đã có hàng tỷ Mỹ Kim tiền thuế nhưng mà họ không có một đồng nào chi ra cho Ukraine và chúng tôi phải cung cấp miễn phí cho Ukraine. Đó là lời phát biểu của ông Musk đưa ra. Cùng một lượt thì chính quyền Joe Biden bên cạnh chuyện này vẫn tiếp tục mở cuộc điều tra và có thể nhắm vào cái việc mà thu mua công ty Twitter của ông Elon Musk. Các giới chức tại Tòa Bạch Ốc cho biết là họ sẽ dựa trên cái gọi là an ninh quốc gia để điều tra và duyệt xét lại việc mà ông Elon Musk có dự tính là sẽ mua lại công ty Twitter sau khi mà họ nói rằng à, số tiền mà mua lại công ty Twitter này có thể sẽ có số tiền của ngoại quốc đầu tư vào và sẽ ảnh hưởng tới an ninh quốc gia. Đây là cái nhân danh của chính quyền Joe Biden nhằm nhắm vào ông Elon Musk. Trong đó thì ông Musk trước đây dự tính mua công ty à, Twitter với giá 44 tỷ Mỹ Kim và trong đó thì ông dự tính là sẽ thay đổi tất cả những nhân viên nếu như mà họ có tinh thần thiên vị và chính trị và điều này đã ảnh hưởng tới tòa bạch ốc và bây giờ tòa bạch ốc vì muốn đề phòng các nhân viên của Twitter sẽ bị sa thải vì khuynh hướng chính trị và có thái độ thiên vị do đó bây giờ họ tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra xem công ty của ông Elon Musk mua công ty Twitter là có sử dụng cái nguồn tiền của nước ngoài hay không và sẽ gây ảnh hưởng tới cái gọi là an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Đây được xem là một cái trò nhân danh mới của chính quyền Joe Biden nhằm tấn công vào cái cái tiến trình mà thu mua công ty Twitter của ông Elon Musk. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay cuộc thăm dò mới nhất cho thấy đương kim thống đốc tiểu bang Texas là ông Abbott đã dẫn đầu trước ông Orgie gấp đôi cái tỷ số so với lại cái tháng trước Bản tin mới nhất cho biết là thống đốc tiểu bang Texas là ông Greg Abbott vẫn tiếp tục à, gia tăng cái mức à, ủng hộ của người dân và dẫn trước cái người đối thủ của ông là Beto O'Rourke à, ít nhất là một à, còn à, ba tuần lễ trước khi có cuộc bầu cử giữa mùa và con số này đã tăng gấp đôi à, theo tường trình của Texas Politics Project at University of Texas in Austin à, cho thấy rằng là à, cái vị thống đốc của đảng Cộng Hòa này đã dẫn trước ông Oroki tới 11 điểm, tức là 54 trên 43 dựa trên các cử tri. Và tương tự như vậy, cuộc thăm dò vào tháng trước thì ông Abbott chỉ dẫn trước có 5% khối cử tri mà thôi. Và trong đó là cho thấy là đa số là những cử tri Texas 52% ủng hộ cho việc mà chính quyền của ông chuyển những di dân bất hợp pháp qua những thành phố do đảng Dân Chủ quản trị. Và ngay sau cái giai đoạn này, thì ông Craig Abbott đã có mức tăng gấp đôi số điểm tức là lúc trước là 5 tới 6% bây giờ lên tới 11% và căn cứ trên cuộc thăm dò này 60% ủng hộ cho cái quyết định chuyển di dân bất hợp pháp qua các thành phố do đảng dân chủ quản trị của ông thống đốc chỉ có 29% là ủng hộ cho ông dân biểu của tiểu bang của thành phố El Paso tức là Oroki và hai ứng cử viên này gần như là đã có cái uh, mức rất sát sao trong khối cử tri của người Hispanic uh, ở mức là 48%. Ông Abbott là trong 2018 ở cái uh, chiến thắng thứ hai, ông thắng được 42% lá phiếu của người Hispanic và ông oruki thì được uh, hỗ trợ mạnh mẽ của hầu hết tất cả những cử tri người da đen 86%. Cuộc thăm dò này diễn ra giữa lúc mà ông oruki đã bị thu xúc khá nhiều trong tháng 9 và trong đó thì ông Abbott đã có được khoảng 25 triệu mỹ kim để mà chi ra trong cái uh, tiền quảng cáo còn ông uh, oruki thì chi 25.18 triệu mỹ kim tức là tương đương với nhau. Ở hiện nay thì ông Abbott được xem là đang dẫn trước khoảng 11 điểm và chỉ còn 3 tuần lễ nữa là tới cuộc bầu cử. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của tiểu bang Texas ngày hôm nay. <laughs> và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, thống đốc Ron DeSantis đã trao ra số tiền 2 triệu Mỹ Kim cho những giáo chức nào đã bị ảnh hưởng bởi trận bão Ian. Bản tin mới nhất cho biết là thống đốc của tiểu bang Florida, ông Ron DeSantis trong ngày thứ sáu tuyên bố sẽ trao cho cái cái ngân quỹ mà giải quyết về thảm kịch của tiểu bang 2 triệu Mỹ Kim để hỗ trợ cho những giáo chức nào đã bị tác hại bởi trận bão Ian. Không có gì cần thiết hơn lúc này và khác biệt hơn lúc này. Ông DeSantis đã phát biểu trong cuộc họp báo tại San Carlos Park ở cái trường Elementary School và họ cần rất nhiều. Đương nhiên, họ cần sửa chữa nhà cửa, họ cần những cái nơi trú ẩn tạm thời và họ cần những cái phương tiện di chuyển cần thiết và số tiền này sẽ giúp cho các cái giáo chức ở tất cả các học khu, đặc biệt là những người đã bị phải rời khỏi cái nhà ở của họ vì tình trạng của cơn bão và không có gì khác biệt cũng như là không có gì đi khác cái chuyện hỗ trợ cho họ bây giờ và hầu hết Tôi sẽ làm tất cả mọi việc để có thể hỗ trợ cho các giáo chức ở cái quận Lee County thì các nhà giáo dục tại đây sẽ nhận được 500.000 mỹ kim. trong khi đó thì ở Charlotte và Sarasota cũng như Collier quận Collier mỗi nơi sẽ nhận 350.000 mỹ kim và riêng ở DeSoto và Hardy County thì mỗi nơi nhận được 225.000 mỹ kim. ông Đình Sang Tiết cho biết 7 triệu mỹ kim đã được đóng góp trong việc giải quyết cái cơn bão tại Florida. trận bão Ian đã để lại cho Florida với mức thiệt hại lên tới 40 tỷ mỹ kim trong thiệt hại về tài và ít nhất là đã có một số người đã bị thiệt mạng trong trận bão này và nhiều trường học tôi tới giờ phút này vẫn bị hư hại rất nặng nề và chưa có thể có khả năng mở cửa trở lại và ông đinh sam thích tuần trước cho biết là cần phải hai tuần lễ à, ít nhất là hai cái trường cần phải được à, tái xây dựng lại để cho các học sinh vẫn tiếp tục đi học đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay một bản báo cáo cho thấy công ty tiktok đã thất bại và không đối phó được với những cái tin nhiễu và tin giả liên quan tới bầu cử mạng xã hội tiktok gần như là đã cho nhận tối đa tất cả các mẫu quảng cáo khác nhau mà không có sự kiểm soát chặt chẽ dẫn tới việc mà những thông tin sai lạc và kể cả những cái uh, tin giả tin nhiễu gây uh, ảnh hưởng cho cuộc bầu cử. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất được đưa ra. TikTok có tới 90% các cái mẫu quảng cáo đã có những cái hành động uh, sai lạc về bầu cử cũng như là tung ra những cái tin giả cho cuộc bầu cử giữa mùa năm 2022 theo tường trình của một tổ chức uh, bất vụ lợi có tên là Global Witness and uh, Cyber Security for Democracy gọi tắt là C4D, uh, một tổ chức uh, nằm ở tại trường đại học New York. Bản báo cáo này là kết quả căn cứ trên tất cả những cái mẫu quảng cáo ở trên cái trang mạng xã hội này, kể cả những cái clip video đã được tung lên trên mạng xã hội này và trong đó gần như là họ cho thấy à, các cái tin tức giả hoặc là những cái tin hướng dẫn sai lạc về bầu cử nằm đầy rẫy ở trên cái trang mạng xã hội này cả tiếng Anh lẫn tiếng Spanish tức là tiếng của người Tây Ban Nha và nhắm vào các cái khối khán giả ở những tiểu bang được xem là những tiểu bang có cái cuộc bầu cử gây gắt bao gồm có Arizona, Colorado và Georgia. TikTok đã ban cấm tất cả các cái quảng cáo chính trị. Tuy nhiên thì bây giờ những cái này thì nó lại lọt vào trong trong TikTok và họ không có giám sát tất cả những mẫu quảng cáo này. Đây được xem là một trong những cái bản báo cáo cho thấy công ty TikTok đã bắt đầu thiếu kiểm soát trong tất cả các mẫu quảng cáo về chính trị mà trong đó rất nhiều những cái tin sai lạc hoặc là những cái mislead tức là những cái hướng dẫn sai lạc về tất cả những cái, cái cuộc bầu cử sắp sửa diễn ra ở tại Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất và cho thấy rằng công ty này có tiềm năng sẽ gây ra một cái thảm họa về những cái uh, tin tức hỗn loạn về bầu cử và gây hoang mang cho dân chúng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới Á châu ngày hôm nay Hội nghị lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kết thúc với và Tập Cận Bình chính thức đã nhận nhiệm kỳ thứ ba. Bản tin mới nhất cho biết thì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kết thúc hội nghị kỳ thứ 20 của họ vào ngày thứ bảy, bây giờ bên Mỹ là thứ sáu nhưng mà bên Trung Quốc là sáng thứ bảy. Và trong đó thì Tập Cận Bình sẽ tiếp tục ở lại cái vai trò lãnh đạo trong nhiệm kỳ thứ ba. Việc mà bế mạc cái hội nghị này ở tại cái Beijing Crack Hall tức là cái tòa tại sảnh nhân dân được xem là nơi đã có khoảng 2.300 phái đoàn trên toàn quốc về dự cái hội nghị này. Tập Cận Bình à, được à, được công sẽ được công bố vào ngày chủ nhật chính thức là ông ta sẽ tiếp tục duy trì cái chức tổng bí thư đảng ngay sau khi mà có phiên họp với lại một cái ủy ban mới được chọn của cái ủy ban trung ương đảng gồm 200 thành viên ở trong cái ủy ban này và trong đó cho phép Tập Cận Bình có được cái vai trò thứ nhiệm vụ thứ ba trong vai trò chủ tịch nhà nước cộng sản Trung Quốc và nó cũng sẽ được thông báo sau đó và trong tuần cuối tuần này thì một cái ủy ban mới của cái ủy ban trung ương đảng sẽ chọn ra 25 nhân vật nồng cốt của bộ chính trị trong đó bao gồm luôn cả những nhân vật sẽ nằm trong cái quần máy nội các bao gồm 7 người à, sẽ có thêm à, sẽ có lại ở lại và 7 người này dường như là đồng minh với lại ông tập cận bình và trong cái buổi mà gọi là họp quốc hội à, buổi lễ và họp quốc hội vào ngày chủ nhật thì tập cận bình đã có một cái à, cái à, chủ nhật tuần trước thì phải à, là cái khi, khi mà khai mạc cái phiên họp này thì tập cận bình đã có một cái bài diễn văn dài 105 phút và trong đó nhấn mạnh một số những vấn đề và quan trọng nhất là cái tư tưởng chính trị của ông ta do đó thì giờ đây thì quốc hội cộng sản trung quốc chính thức đã chọn tập cận bình ở cái nhiệm kỳ thứ ba trong vai trò vừa là tổng bí thư đảng vừa là chủ tịch nhà nước và bây giờ họ vẫn chưa thông báo về những thành phần khác trong bộ chính trị ai sẽ ngồi những chức vị nào sau tập cận bình đó là bản tin liên quan tới tình hình của á châu ngày hôm nay và cũng liên quan tới á châu ngày hôm nay nhật bản và úc đã bắt đầu chia sẻ tất cả những tin tức tình báo về à, vấn đề của trung quốc trong một cái à, phối hợp trong vấn đề an ninh mới giữa hai quốc gia Thủ tướng của Nhật và Thủ tướng của Úc đã gặp nhau trong các hội nghị thượng đỉnh vào ngày thứ Bảy tại Perth ở Đức và đôi bên dự tính là sẽ ký một cái thông cáo chung về vấn đề an ninh quốc phòng trong đó đối phó với sự bành trướng của Trung Quốc đang tìm cách gia tăng mạng lưới quân sự của họ tại Á Châu, Thái Bình Dương và được gọi là một cái bản thông cáo chung này có tên gọi là Joint Declaration on Security Cooperation tức là một bản thông cáo chung về vấn đề hợp tác an ninh giữa hai quốc gia không chỉ là vấn đề mà gọi là thúc đẩy vấn đề đối tác về chiến lược của hai quốc gia đồng thời nó cũng gia tăng cái việc mà hợp tác về mạng lưới an ninh bao gồm luôn cả việc mà họ đang nằm trong cái nhóm The khoát tức là bốn quốc gia à, nằm ở trong cái bộ tứ kim cương gồm có Hoa Kỳ lẫn Ấn Độ và khi mà ông thủ tướng Abani và ông Fumio Kishida hai vị thủ tướng này gặp ở à, Tokyo hồi đầu năm nay hai à, nhà lãnh đạo đã cam kết là sẽ nâng cấp tất cả những cái à, mối quan hệ của họ bắt đầu từ à, vốn đã có sự à, ấm áp lên từ năm 2007. Và bản thông cáo chung này sẽ là một cái à, thỏa thuận chung và trong đó cả úc lẫn nhật bản cho biết họ sẽ chia sẻ tất cả những tin tức tình báo liên quan tới những hoạt động quân sự của trung quốc trên các khu biển ở á châu thái bình dương nhật bản được xem là một chuyên gia về các cái tin tức quân sự của à, trung quốc bởi vì nhật bản được xem là đang có sự tranh chấp chủ quyền và mạng lưới tình báo của nhật bản được xem là một hoạt động rất hữu hiệu ở trung quốc và ở những quốc gia tại á châu do đó thì họ có rất nhiều những thông tin liên quan tới vấn đề quân sự của à, Trung Quốc để có thể chia sẻ với nước úc ngược lại úc thì cũng đã chia sẻ một số những tin tức tình báo được share ra từ khối ngũ nhãn, tức là được sự đồng ý của năm quốc gia trong khối nói tiếng anh và chia sẻ tin tức tình báo gồm có anh úc canada à, hoa kỳ và new zealand và trong đó thì họ cũng sẽ chia sẻ một số những tin tức tình báo liên quan tới vấn đề gọi là banh trướng và chiến lược của cộng sản trung quốc đó là bản tin liên quan tới tình hình của á châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay Tòa án Ấn Độ đã từ chối không có tháo khoáng khoán cho tất cả những tài khoản của công ty Xiaomi của Trung Quốc về vấn đề điện thoại sau khi cáo buộc công ty này đã có hành động rửa tiền và có những cái hành động được xem là tránh thuế. Trong ngày 6 tây tháng 10 thì một tòa án cao cấp tại Ấn Độ đã bác bỏ cái đơn xin tháo khoán khoảng 676 triệu Mỹ Kim trong cái trương mục của công ty Xiaomi à, sau khi mà công ty này đã bị cáo buộc là có những hành động rửa tiền và tránh thuế ở tại Ấn Độ biến chuyển này diễn ra giữa lúc đang có những cái công ty của Trung Quốc đang gặp rất nhiều những khó khăn trong việc hoạt động trong thị trường tại Ấn Độ đặc biệt là Xiaomi và thị trường phone viễn thông ở trong đó thì à, các công ty này đã bị truy tố những tội rửa tiền và trốn thuế ở tại Ấn Độ trong vòng vài năm qua. Xiaomi đã bước vào thị trường Ấn Độ từ năm 2014 và tới cuối năm 2017 họ đã vượt qua công ty Samsung trở thành một trong những công ty cung cấp cái điện thoại cầm tay lớn nhất trong thị trường của Ấn Độ. Tuy nhiên công ty này cũng đã hoạt động một cách gọi là bừa bãi và tránh thuế cũng như có những hoạt động rửa tiền và trong ngày năm tây tháng giêng thì sao à, mi đã nhận được cái lệnh phạt từ cái à, cơ quan thuế của ấn độ đòi hỏi là họ phải à, à, nộp các cái tiền thuế từ à, Tháng 1 năm 2017 cho tới 30 tháng 6 năm 2020 Và công ty này thừa nhận à đã có những cái hoạt động tránh tế của họ Và họ đã phải nộp cái tiền thuế lên tới 6.53 tỷ đồng rupee Tức là khoảng 84.37 triệu Mỹ Kim và trong tháng 2, công ty, cái lực lượng gọi là à, à, công lực về à, tài chánh và chống tội phạm tài chánh của Ấn Độ đã điều tra về việc công ty này đang có những hoạt động trốn thuế và đồng thời đã có những hành động rửa tiền thông qua các cửa tiệm của họ. Đây được xem là một trong những quyết định mới nhất của tòa án Ấn Độ không cho giải ngân tất cả cái tài khoản, cái uh, chương mục của công ty Xiaomi ở tại uh, khu vực này. Đó là bản tin liên quan tới Ấn Độ và Trung Quốc. Và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, thì Đài Loan đã phát hiện thêm 20 chiếc chiến đấu cơ và 3 chiếc tàu chiến à, vây chặt xung quanh đảo quốc Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan thông báo là họ lại phát hiện lên 20 chiếc máy bay quân sự của Trung Quốc và 3 chiếc tàu hải quân của Trung Quốc đã vây ở trên eo biển Đài Loan trong ngày 20 Tây, tức là ngày thứ năm vừa qua. À, trong đó thì trong 20 chiếc này bao gồm luôn cả chiếc uh, Sanxi YX là chiếc chống tìm thủy đỉnh cũng như là những chiếc giám sát cơ đã xâm nhập vùng nhận dạng như nhận dạng phòng không phía tây nam của Đài Loan. Bên cạnh đó thì Đài Loan cho biết họ đã gửi tất cả những cái chiến đấu cơ, các cái tàu chiến và kể cả sử dụng luôn cả cái hệ thống phòng không ở trên thêm lục địa của Đài Loan để mà quan sát tất cả những cái biến chuyển của các chiến đấu cơ, các máy bay và các tàu chiến của Trung Quốc cũng như là tung ra cái hệ thống radio để cảnh cáo. Bắc Kinh đã có tổng cộng 266 chiếc máy bay quân sự và 71 chiếc tàu hải quân vây quanh eo biển Đài Loan kể từ uh, trong tháng 10 và trong tháng 9 thì Trung Quốc đã gia tăng rất nhiều những hoạt động trong cái khu vực vùng màu xám tại đây. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và của Đài Loan. Và cuối cùng cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay. Cuốn phim Batman The Dark Knight uh, là một cuốn phim nổi tiếng uh, về người dơi và đây là cuốn phim rất nổi tiếng của Hoa Kỳ đã chính thức bị ban cấm không được trình chiếu tại Hồng Kông chính quyền cộng sản chính quyền cộng sản trung quốc đã thông qua cái chính quyền của hồng kông ban lệnh cấm không được cho chiếu ngoài trời cuốn phim của uh, batman uh, một cuốn phim uh, từ uh, năm 2008 là, là The Dark này sau khi mà nó dự tính rằng sẽ có một cái buổi chiếu uh, vào ngày thứ năm Kevin Yun Yon Hung được xem là bà người Bộ trưởng đặc trách về văn hóa, thể thao và du lịch của Hồng Kông nói rằng à, ông ta tin rằng chính quyền Hồng Kông đã thành lập một cái cơ chế để mà kiểm duyệt các phim ảnh trước đây và ông ta tin rằng hành động này không có gì gọi là bất hợp pháp. Đây là lần đầu tiên một cuốn phim do Hoa Kỳ sản xuất và cuốn phim này vốn đã từng được à, xây dựng và được à, dựng cái phim này ở tại hồng kông và giờ đây chính ở nơi này đã cấm không cho nó chiếu cuốn phim này đây được xem là một trong những cái trò kiểm duyệt mới nhất của nhà nước cộng sản trung quốc nhắm vào những cuốn phim hoa kỳ mà họ cho rằng là có tác hại tới cái quyền lực cai trị của đảng cộng sản tại trung quốc hay là có những cái hành động mà họ cho rằng đi ngược lại với lại cái à, tầm nhìn của Đảng viên Đảng cộng sản chứ không phải người dân ở Hồng Kông hay là người dân ở Trung Quốc mà tầm nhìn của Đảng viên Đảng cộng sản đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này Phong sẽ gặp lại tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình à tán gẫu sáng thứ bảy lúc 7 giờ sáng giờ California. Xin quý vị nhớ đón nghe và tham gia đầy đủ ý kiến và sáng ngày mai thứ bảy chương trình tán gẫu là đề tài được mở rộng hơn. Chúng ta có thể đề cập tới tất cả những đề tài khác nhau thay vì tập trung vào thời sự mỗi ngày. Cảm ơn tất cả các khán giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.